đã biết nhau từ lâu rồi. Ta yêu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dùng lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Không cần ý nghĩa gì đâu, đôi ta ở trên tình bạn.